mình về, nguyện làm một chiếc lá đa sông về. Em tên Khánh Linh, xin phép được gửi câu hỏi đến thầy. Giữa dòng chảy thông tin liên tục và ào ạt như hiện nay, thầy làm cách nào để vừa cập nhật nhanh thông tin lại vừa nắm vững thông tin cốt lõi cần thiết? Khi đọc xong thông tin, thầy có lưu lại để nhớ không ạ? Trí nhớ của em rất kém, em đọc nhiều nhưng lại không thể nhớ được và cuối cùng lại thành con cốc. Em cảm ơn thầy. Sau đây là câu trả lời của thầy cho câu hỏi GG7 của em Khánh Linh. Em Khánh Linh muốn hỏi thầy xem là làm thế nào để mà giữa cái dòng thông tin liên tục và ảo ạt như ngày nay, mình có thể nắm vững được thông tin cốt lõi cần thiết, và mình có cần phải lưu lại để nhớ không? Trí nhớ của em rất kém, em nói vậy. Và sau đây là câu trả lời của thầy. Linh ạ, thực sự là cái dòng chảy thông tin liên tục và ảo ạt như ngày nay rất khó để cập nhật nhanh chóng. Tuy nhiên mình không nên chỉ thụ động mà đợi nghe những thông tin nó tới cho mình, mà mình phải tích cực. Thế thì tích cực mà nắm vững thông tin là cái gì? Khi mà mình nắm vững một cái thông tin thì mình không có nắm vững cái thông tin nó đơn thuần, mà mình phải hiểu tại sao cái chuyện đó nó xảy ra. Thí dụ là trong lúc này đó thì nó có nhiều biến cố nó xảy ra lắm, cái biến cố cái con bệnh dịch chẳng hạn này. Thế thì thầy xin hỏi Khánh Linh là Khánh Linh có biết tại sao mà nó có cái bệnh dịch này không? Nếu mà Khánh Linh mà biết nó tại sao đó, thì Khánh Linh chẳng phải học thuộc lòng đâu. Thế rồi hiện thời nó đang có những cái biến cố ở bên Afghanistan. Thế Khánh Linh nếu mà đọc mà đơn thuần cái thông tin thôi thì phải nhớ. Rồi phải nhớ là nó xảy ra ngày nào, phải nhớ nó chuyện gì xảy ra, phải nhớ là ai làm cái chuyện đó, phải nhớ các quốc gia họ làm này thì làm cái này, là quốc gia nọ làm cái nọ, em phải nhớ tất cả những thứ đó thì nó khó quá. Trong khi đó đó, mình tìm hiểu là tại sao cái chuyện đó nó xảy ra, mà tại sao các nước chung quanh họ phản ứng như vậy. Khi mà mình có được cái tại sao đó, tức là mình đã có một cái lý luận, mình tạm gọi là một cái thái độ duy lý và một cái thái độ gọi là tư duy hệ thống, thì lúc đó mình không cần phải nhớ cái gì nữa, bởi vì cái lý luận là đủ. Và những cái dữ kiện nó xảy ra đó thì mình lại còn thấy có thể đoán trước được nữa cơ. Linh ạ, là mình có thể đoán trước được là chuyện gì sẽ xảy ra. Thầy không dám nói một cách thiếu khiêm tốn, nhưng mà những cái gì đang xảy ra ở tại bên Afghanistan chẳng hạn thì thầy đoán trước được là những cái chuyện gì sẽ xảy ra, mà thầy bây giờ thầy biết trước những chuyện gì nó sẽ xảy ra nữa. Đó là tại vì rằng là cái lý luận mà duy lý, cái lý luận là hệ thống của mình, nó cho phép mình không những hiểu được cái gì đã xảy ra, hiểu được nguồn gốc của mọi biến cố, mà mình lại còn dự báo được cái việc sắp xảy ra nữa. Và tất nhiên là khi mà mình hiểu được tại sao và mình dự báo được thì mình chẳng cần phải học thuộc lòng. Có đúng thế con không? Thế thành ra là khi mà con học thuộc lòng thì có nghĩa rằng là con còn thiếu động cơ duy lý, mà con cần phải trau dồi, cần phải chu toàn con nhé. Thế thành ra bây giờ là từ giờ trở đi thì con sẽ học lý luận hệ thống, con sẽ trau dồi văn hóa để nắm vững được một cái thái độ duy lý trước mỗi vấn đề. Thì con lúc đó con không cần phải động viên cái trí nhớ của con nữa. Thầy xin cảm ơn Linh nhé. Non nước yên bình khắp nơi chung lòng, mình về nơi đây cái nền.